Kính thưa quý vị, hiện nay thì để tập trung ngăn chặn đẩy lùi tiến đến kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng kinh tế, y tế, kinh tế xã hội, Thủ tướng cũng đã vừa ban hành nghị quyết số 86, trong đó có nêu rõ Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai cần phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 1 tháng 9 năm 2021. Cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch, chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động xây dựng và thực hiện phương án đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu, tuyệt đối không để ai bị thiếu đói, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu an toàn phòng chống dịch bệnh, kịp thời cấp cứu chữa bệnh cho mọi người dân ở mọi lúc, mọi nơi. Về công tác y tế, chính phủ giao Bộ Y tế giám sát diễn biến dịch trong nước và trên thế giới, cập nhật các giải pháp tiến độ, tiến bộ trong phòng chống dịch bệnh và điều trị để kịp thời ban hành hoặc đề xuất ban ban hành các văn bản điều chỉnh, quy định, hướng dẫn,